Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Mình là Minh Quyết Kịch đây. Vào mùa 10 thì các bạn hay gọi mình đó chính là Minh Hostile đúng không? Và bây giờ thì hay gọi mình là Minh Thần Tài mọi người nhé. Ok thì với trận đấu này thì cũng gọi là sao ta? Chưa biết mình sẽ làm gì cả. Lock khởi đầu bằng lock kim cương này. Rồi. Quỹ phòng hộ à? Lấy luôn mọi người ơi, bởi vì sao? Bản đồ mình đang chơi đó chính là bản đồ đầm cua nha. Và nếu như mà mình lựa chọn luôn cái quỹ phòng hộ này thì ôi, bán luôn mọi người nhờ. Eco trắng luôn nhá. Eco trắng luôn, 50 vàng ở round 2.1. Ngon chưa? Mọi người đang xem video ủng hộ trên một like, subscribe và chuông thông báo nhé. Và có ý kiến góp ý hãy để ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Với cái việc eco trắng là một cái việc mà mình đã làm khá là thường xuyên rồi, hầu như là mùa nào thì mình cũng đều làm về eco trắng này cả. Nhưng theo như mình cảm giác thấy nhá, cái việc eco trắng ở cái map đầm cua là một cái điều mà nên làm, theo mình thấy là như vậy. Bởi vì cũng có rất là nhiều trận đấu mình làm như vậy rồi và luôn luôn thành công thôi. Trận đấu nào mình cũng đều thành công với cái việc đó cả. Chín vàng à, tiếc nhở, giá như có thêm một vàng nữa thì mình sẽ tròn 60 rồi. Hiện tại thì cái hệ đội hình mà nó sẽ giúp cho chúng ta có những cảm giác đó chính là lên xuống, đó chính là đội hình thần tài nha. Và thần tài thì nó có một cái điều mà nói chung là cũng tương đối khó chơi một chút, đó chính là vì sao, bởi vì thần tài ở mùa này thì nó phải có chuỗi thua, mà quan trọng là lan xúc sắc nữa đấy. Cái lan xúc sắc là cái điều quan trọng nhất nha. Bởi vì lan xúc sắc đôi khi có thể khiến anh em phải bị đi bụi đấy. Đi bụi vì sao? Vì kiểu là khi chúng ta nha đang có một cái chuỗi thua, ý là còn khoảng 30 máu thôi, mà lan xúc sắc nó lên tận 6 trận nữa thì mọi người sẽ bị thua ngay, là toang ngay luôn á. Hai chấm hai, 86 máu, 59 vàng. Cứ kiểu bị thiếu một vàng là mình không thích đâu. Giá như nó lên tầm khoảng cỡ tầm 60 vàng là đẹp rồi. Mình sẽ cố gắng làm sao để round 2 chấm ý, mình có thể kích hoạt luôn được cái nội tại của quỹ phòng hộ nha. Rồi, 69 nữa. Ôi, anh em nào mà bị OCD nhìn thấy cái cảnh này thì chắc là khó chịu lắm đúng không? Rồi, không sao cả. Trận đấu thì cũng chỉ khởi đầu mà thôi. Đây là một trận đấu đầu tiên ở mùa 11 nha. Và đấu trường chiến lưới 11 đã xuất hiện ở server Việt Nam rồi. Thì mình nói câu này thì có vẻ hơi dư thừa dành cho những anh em đã biết, nhưng mà một số anh em thì chắc vẫn là chưa biết được đâu. Bởi vì đang còn số một cái việc rất là bận ấy, chưa có thể ngồi để nghiên cứu được. Thì vào sáng ngày 20 tháng 3 thì đấu trường chân lý mùa 11 đã xuất hiện. Rồi để xem nào, sau 3 round thì mình sẽ có bao nhiêu vàng đây. Vàng.
Mình thì bắt con Joe luôn. Joe có thể là hệ sử gia nữa. Hệ sử gia là hệ triệu hồi Kaile mọi người nhá. Mà hơi đáng tiếc đúng không? Đáng lẽ bây giờ mà mình có thêm hai vàng nữa là mình có thể bắt luôn. Thôi bắt luôn đi. Có nghĩa là lúc đầu mình eco trắng là bởi vì mình sợ mình mất chuỗi thua ấy. Nhưng bây giờ khi mà check map qua thì thấy đối thủ nào cũng khỏe cả rồi. Vậy nên là mình sẽ bắt đầu kiểu chuyển sang chiến lược khác để chơi. Đó chính là chiến lược chơi khô máu nha. Chơi kiểu đép máu một chút. Đó. Quỹ phòng hộ. Vậy là round sau này để xem nào, 2.6 thì cho mình cái gì đây? Janna ban cho bạn một kho báu vật có thể đổi lại 10 lần nào. Thì với kho báu vật này thì mình sẽ lựa chọn theo kiểu như là ok, mình tính ra là vàng không có vàng người, nên là mình sẽ lựa chọn cái bùa đỏ luôn nha. Nhưng mình vẫn sẽ chưa sử dụng cái bùa đỏ này vội. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ chờ đợi cái khoảnh khắc ra được cái ấy mọi người nhá. Đây, 90 vàng của round 2.6, một lợi thế cực kỳ mạnh rồi. Co bu bu. Ok, vậy sẽ là trận thua thứ 5 mọi người ơi. Để xem sau 5 trận thì mình sẽ có bao nhiêu vàng nha. Một trăm lẻ sáu hàng sau 5 trận thua, phải gọi là khủng khiếp không ạ? Quá ok gì nữa. Rồi đây nào, Zoe, Sen, mình sẽ để 3 tướng nó mừng nhé, bởi vì cái map đầm cua này thì nó sẽ dễ dàng để tiêu diệt được nó thôi. Ui, sorry anh em, mình vừa đi uống miếng nước phát. Xem nào, bao nhiêu đây? 132 vàng mọi người ạ. Trời ơi, 5 trận thua 132 vàng. Quá khủng. Rồi, để xem nha. Liệu rằng đi với trận đấu này thì cái lõi công nghệ tiếp theo của mình sẽ là gì? Để xem nào. Rồi, mình sẽ lắp bộ đỏ cho kênh rệt luôn nha. Một cái giáp gai này, để đây. Rồi. 3.1 CV. Ui, ông này khỏe thế. Bây giờ mà game độ cho mình một cái lõi khủng lồ hóa nữa nha, là mình sẽ thua đẹp luôn á. Chỉ hơi tiếc một điều là 5 trận thua đầu này thì mình lại không có được cái gọi là cho tao hệ thần tài để thua ấy. Nhưng mà nếu như mình mà muốn ron ra hệ thần tài thì mình cũng phải đánh đổi hy sinh thôi. Có nghĩa là mình sẽ phải hy sinh lượng vàng mình đang có ấy để ron ra. Nó là một cái điều cũng đáng buồn nhưng không sao cả. Quan trọng cái lõi công nghệ RAW 3.2 của mình sẽ là gì thôi này. Hy vọng sẽ là một lõi công nghệ ngon lành nha. Đội hình hiện tại bây giờ nếu cảm giác đang hot trend nhất thì vẫn sẽ là thần tài thôi. Hầu như mình thấy anh em nào vô đều chưa thần tài hết. Anh em muốn đang kiểu là khám phá thần tài xem có gì hot đúng không? Cơn mưa vàng này. Mình nhìn thấy cơn mưa vàng này cũng khá là ngon. Nhà máy tái chế này, lựa chọn cơn mưa vàng nha. 18 vàng, rồi ok. 167 gold mọi người ạ. Trời ơi, 6 trận thua có 167 gold. Phải gọi là bố của lợi tức luôn.
từ round 2.1 đến 3.2 mình có tận 167 vàng và bây giờ up level 7 rồi. Ở game này thì chắc là mục tiêu chính của mình sẽ là tìm kiếm 5 vàng 3 sao thôi. 5 vàng 3 sao sẽ là sự lựa chọn của mình trong game này nha. Kha'Zix 3 sao này. Rồi, cho Zoric vào vậy. Khởi đầu thì mọi người đang đánh một cái lối chơi kiểu tương đối là khát nước nha. Rồi, 44 máu, 7 trận thua. Mình sẽ chia sẻ một cái lối chơi của mình luôn. Đó chính là cái kế hoạch của mình như này. Sau khi mình có một cái loot trick cao như này rồi ấy, mình sẽ level lên level 8 sớm này, xong rồi mình spawn kiếm đó chính là 5 thần tài á, đó mọi người. Thì lúc đây mình sẽ lựa chọn cái nội tại đó chính là tăng máu đi, bởi vì mình vẫn chưa xác định được là mình xíu nữa mình sẽ chơi cái form bài gì. Đó. Thì mình đang chia sẻ vừa rồi ấy, đó chính là mình sẽ up level level 8 sớm này, xong rồi mình sẽ tìm kiếm Anie kế hoạch mốc 5 thần tài. Và với 5 thần tài thì mỗi round mình sẽ được cộng 3 máu. Và lúc đó thì mình sẽ chơi chuỗi thắng. Đó là cái điều mình sẽ làm ở trong trận đấu này nha. Đây, Kindred 2 sao luôn. Trận thua thứ 8 mọi người này. Ông này đang có một cái ấn tử thần. Ở cái mùa này nhá, nó sẽ có hai, nó có một cái hệ đó chính là hệ hắc ám á mọi người. Khi chúng ta đặt 9 hắc ám ấy thì cũng sẽ có một tỷ lệ xuất đa mục tiêu và rơi ra phần thưởng, nhưng mà phần thưởng đó thì nó chỉ là vàng, một lượng vàng tương đối và những trang bị lẻ mà thôi. Ở mùa này thì có thêm một vị tướng 5 vàng, nó có một cái nội tại đó chính là khi giết người rơi ra phần thưởng, đó chính là Lissandra nha. Nhưng phần thưởng của nó thì chỉ giới hạn ở vàng và trang bị lẻ, chứ không hẳn là những cái kiểu là sành vàng hay là Neko hay sách chọn ấn cả. Đấy, mình cảm giác ở mùa này thì cái sách chọn ấn là một cái điều mà tương đối khó ra ấy mọi người. Sách chọn ấn và kiểu là Neko ấy rất khó ra nha, nên là để lên 5 vàng 3 sao thì cũng sẽ là một cái điều tương đối khó. Rồi, 8 trận thua. Mình sẽ draw round một chút. Mình vẫn đang thiếu con tướng, đó chính là Co Bu Bu mọi người. Co Bu, một vị tướng 1 vàng của hệ thần tài. Nhưng mà bây giờ mình mà round thì như mình đã nói rồi, mình phải trả giá rất đắt. Thường thường ví dụ mình mà tìm kiếm gì thì mình phải round để trả giá đắt lắm. Thì bây giờ mình đang bắt những vị tướng đây. On là một vị tướng 2 sao thủ tốt này, Nautilus cũng thủ tốt này. Đó, cứ để đấy thôi. Mình sẽ tiếp tục trận thua thứ 9 nhé. Yeah, đúng rồi. Sau 9 trận thua mình có 22 máu. Hoàn hảo. Mình vẫn đang chờ đợi cái lock công nghệ cuối cùng mọi người ạ. Để xem lock công nghệ cuối cùng của mình sẽ là gì ở round 4.2 đây. Rồi 3.6, ông này ui thôi xong rồi mọi người ơi, ông này yếu quá. Ông này hình như đang chơi Lucic thần tài này, 22 số rồi. Vậy là mình sẽ dừng chân tại mốc đó chính là 9 trận thua mọi người nhé. Rồi, dừng chân ở mốc 9 trận thua thôi.
Nào, cho tớ xin con Kobubu nào. Bởi vì sao? Anie thì mình cũng đã có rồi, nhưng chỉ thiếu mỗi con Kobubu mà thôi ha. Ui, vàng kìa, gì đây? Ôi, nó chỉ mình cứ tưởng sẽ là cái gì ghê gớm lắm cơ mà ai ngờ nó chỉ là 3 tướng 4, 3 tướng 3 vàng mà thôi. On tiếp này. Nào, con bu bu của tôi đâu rồi bạn ơi? Salad 2 sao luôn, Chitana 2 sao rồi, khỏe đó. Bây giờ thì mình sẽ bán con Kindred đi và cho Chitana vào nhờ, hay là từ từ đã. Vuốt rồng luôn nha. Rồi, mình sẽ bán đi và cho Chitana cầm một cái bùa đỏ và một cái trang bị đó chính là cung xanh nha. Anie này, Temo này. Rồi, ok. Thiếu mỗi một con tướng nữa để kích hoạt bốc 5 thần tài. Với On 2 sao, Salad 2 sao, cầm full thủ. Như thế là quá khỏe. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểu win check ha. Theo như mình nhận thấy thì cảm giác như kiểu là chơi ở cái mùa này này, đầu mùa nhá, đội hình Exodia hay đội hình kiểu là từ 4 vàng 3 4 vàng 2 sao ấy, rất là mạnh. Nên anh em có thể sử dụng lối chơi kiểu là chuỗi thua rồi sau đó up level 8 Ron kiếm 4 vàng 2 sao và comeback hợp lý luôn. Ui, lọ kim cương à? Triệu gọi hỗn mang à? Ở mùa này thì có một cái lọ công nghệ đó chính là triệu gọi hỗn mang nha, nó là một cái nội tại cực kỳ ngon nhưng mà nó cũng hên xui lắm. Gì đây? Ồ, ra thì mình cái gì nhở? Ui trời ơi, level 9 mọi người ạ. Vâng, nội tại của nó cho mình cộng 70 kinh nghiệm. Vâng mọi người ạ. Vâng, và đó là gì? Trời ơi, 4.2 level 9 luôn. Hay quá. Nhưng vấn đề ở đây là chính là mình thiếu con tướng một vàng của hệ thần tài kích hoạt mốc 5 đây. Khó quá nhở. Giờ level 9 đây, lại lúc level 8 khó rồi, giờ level 9 lại càng khó hơn đúng không? Xây da này, rồi để qua xây da nào. Rồi ok, Ire xây da. Mình vẫn chưa có mốc kiểu là 5 thần tài nên mình sẽ bỏ Anie ra ngoài nha. Đây, để này, bắt xoe cho vào luôn. Ông này đang có cho mình đội hình đó chính là CV 3 sao, Garen 3 này, Kayle này. Rồi, Salad cầm full đồ luôn. Chitana là một vị tướng của hệ thần tài, mình cảm giác nó cũng carry mạnh, không hề yếu. Ây da, chẳng lẽ lại thua à? Thua không? Rồi, ok, win rồi. Chitana khỏe quá, nó bắn xuyên giáp cộng thêm cả bùa đỏ nó cầm nữa. Để mà xét ra những cái lượng trang bị mình cảm thấy thích ở mùa này nha, là bùa đỏ là một trong những trang bị mà hợp lý để chơi game mọi người ạ. Bùa đỏ nha, hợp lý lắm. 4.3, vâng, xem gì đây. Zorik này. Ấy chà, làm mới cửa hàng một vàng trong 3 giai đoạn tiếp theo à. Anie 2 sao luôn rồi này. Rồi, bây giờ thì với cái nội tại này khi mình đổi lại chỉ mất có một vàng thôi mọi người nhé. Đó, 3 vòng tiếp theo đổi lại chỉ mất một vàng thôi. Có nên run một chút để kiếm con bubu nhỉ, hay là đợi ra đi chợ ta. Ui, đây rồi mọi người ơi, tuyệt vời. Và một điều quá may mắn, bây giờ mình sẽ cho Anne vào nữa và kích hoạt đó chính là mốc 5 thần tài nha. Thì với mốc 5 thần tài thì nó sẽ giúp mình cộng 3 máu mỗi round, đó là nội tại của nó. Rồi để đây. Trâu lắm mọi người ơi, Sylas cầm đồ phun thủ cực kỳ khỏe nha. Ra cái chợ này, có đại ca set này, có luôn Lissandra này, thì mình sẽ lựa chọn đại ca set nha. Lissandra tiếp theo 4 trận thắng rồi. Rồi, cho Chitana cầm BF cái. Bây giờ thì mình đang sở hữu những vị tướng 5 vàng giống như kiểu là Irelia thì một con,
Seiya thì hai con, Wukong một con, Udi, Lissandra nữa. Đây, như mình nói lúc nãy là Lissandra sẽ có tỷ lệ giết mạng ra vàng nha. Đó, mọi người nha. Giết mạng ra vàng với Lissandra. Đục đi chứ ta đang ơi, đúng rồi, đục mạnh vào. Mình vẫn cảm thấy cái lõi công nghệ chiêu gọi hỗn mang ngon quá mọi người ạ. Mình thì đang chuẩn bị mua cái giá treo mic rồi. Lúc đó thì mọi người sẽ không còn nghe thấy tiếng của kiểu là liên quan tới bàn phím và chuột nữa. Nhưng mà nó vẫn chưa về, phải đợi 1-2 ngày nữa nó về. Thì đó mình sẽ bắt đầu livestream nha. Mình sẽ có một cái lịch livestream một chút thôi. Rồi, Huawei này. Huawei thì nó sẽ kiểu là sau 5 trận thì nó sẽ tạo ra một phiên bản của vị tướng đó. Và phiên bản này nha, nó sẽ không lấy từ bể tướng mà nó sẽ lấy từ kiểu là bể tướng trong không gian ấy. Có nghĩa là cho dù đối thủ, cho dù cái lượng tướng ấy mặc định của game là đã hết rồi, nhưng mà con Huawei nó vẫn sẽ tạo ra một phiên bản tiếp theo. Cái điều này thì sẽ giúp cho mọi người sẽ đỡ tránh khỏi lời nguyền 8 tướng hoặc là bị đối thủ bắt tướng thì vẫn có thể lên 3 sao được. Nhưng mà khoảng thời gian 5 round thì nó quá dài và quá lâu đi. Theo mình thấy là như vậy. Đôi khi chưa kịp ra thì mọi người đã chết rồi đúng không? Đã khúc rồi hả? Nấu ăn luôn rồi. Rồi ok, trận thắng thứ 6 này. Mọi người có thể thấy không? Lúc nãy mình ta chỉ còn hai mấy máu thôi. Bây giờ thì mình đã lên 31 máu rồi. Và round sau thì lượng máu của mình sẽ lên bao nhiêu? Đó chính là 34 máu. Đó. Nên mình mới bảo cái lối chơi của mình nó... Ôi nha. Có nên làm chút level 10 ở 4 chấm không nhỉ? Ok mọi người nhá. Level 10 ra 4 chấm luôn nào. Rồi. Vậy là sau cái lợi tức mình tích khởi đầu ấy. Và bây giờ thì mình đã lên level 10 ở ra 4 chấm. Một thành tích khá là ok đúng không? Mình sẽ run một chút nha. Để bắt những vị tướng 2 sao như Huawei 2 và những con Xayah này này. Bởi vì cái trường hợp mà đối thủ sẽ lên level giống mình ấy thì cũng sẽ có thể xảy ra thôi. Không phải có thể mà chắc chắn sẽ xảy ra điều đó. Vậy nên là mình sẽ làm như thế này trước. Như vậy thì sẽ khiến cho trận đấu nó sẽ trở nên dễ thở hơn. Đó, cho Huawei này. Huawei mà sát thương phép thì anh biết rồi. Một skill clear map luôn. Set này. Mình đang có tổng cộng đó chính là 4 con Rakan mà xây ra rồi. Đó. Cho luôn cái này vào. Xây ra này. 5 con luôn rồi à? 5 con rồi. Huawei 2 luôn. Ui. Khỏe quá mọi người ạ. Trời ơi. Cái trận đấu khởi đầu cái mùa 11 này có vẻ khởi sắc đây. Ha ha. Bây giờ thì chỉ sợ đối thủ chết nhanh quá thôi chứ mình không sợ thua nữa rồi. Wukong mình sẽ run Wukong 2 này, Irelia Ahzi này, set này, rồi set tiếp này. Mình sẽ bán on đi luôn đi cho Wukong vào. 34 máu rồi. Ui, gì này? Ôi, từ 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 nha mọi người ơi, bởi vì sao? Rakan và Xayah của mình bây giờ chỉ còn có hai con nữa lên 3 sao thôi. Và cái lượng điểm của con Huawei tích được ấy đã là 2 điểm rồi. Vậy nên là chỉ cần 3 round nữa với một con Xayah và Rakan thì mình sẽ lên Rakan 3 sao luôn mọi người ạ. Ui, thơm chưa? Irelia là một vị tướng 5 vàng được bắt hơi nhiều nha mọi người, được bắt hơi nhiều á. Vậy nên là mình sẽ không lựa chọn Irelia và Xayah để chơi. Mà mình sẽ lựa chọn một vị tướng khác để chơi nha. Đó. Thua không? Ấy à, thua. Được, không sao cả. Thua đi. Rồi, ok. Đang còn nhiều máu mà 29 máu thì thua thêm 2 trận nữa cũng được. Không sao cả. Rồi, mình sẽ đẩy ra ngoài luôn nha.
Bây giờ thì nếu như mà hai máu để xem 5.4 sẽ có con tướng gì nha. Ở game này mọi người chơi đội hình sử gia hơi nhiều bởi vì đội hình sử gia tương đối dễ chơi mọi người ạ. Ôi thôn tướng này hay chưa, rồi ok hay quá nhờ. Và để xem nào, 5.4. Ui mọi người ơi, Rakan mà xây ra đang cầm một cái vương miện trên đầu kìa. Ui để xem nào, liệu ui ui ông này chiêu thôi à. Rồi ok, và đó chính là Rakan mà xây ra nha. Hay quá. Tính theo cái điểm số này thì chỉ cần round sau thôi, có nghĩa là bây giờ là số 4 này, vào round sau thì mình sẽ có luôn được cái trận đấu đó chính là Rakan 3 sao ở round 5 chấm luôn mọi người ơi. Đây. Đây, để vào đây nha. Thì Huawei của mình thì cũng chuẩn bị lên 3 sao rồi, anh em có thể thấy không? Huawei của mình đang có tổng cộng là 6 con. Chắc là mình sẽ lựa chọn lên con Rakan 3 sao trước để cho nó an tâm mọi người ạ. Chứ nhiều khi kiểu là mình mà kiểu là cho ta, mình mà kiểu là chơi kiểu là cho chắc kèo đi, chứ lỡ may kiểu là cho ta cứ đợi Huawei 3 sao xong cuối cùng là bị khúc thì lại buồn lắm đúng không? Vậy nên là mình sẽ để cho con Rakan lên 3 sao trước nha, để cho anh em thấy được rằng là Rakan 3 sao thì sát thương của nó như thế nào. Nhưng mình theo như mình thấy Rakan 3 sao thì nó hầu như là nó tương đối bá đạo rồi mọi người ạ. Nó tương đối gọi là bá rồi. Rồi, ok, 5.6. Huawei tiếp luôn mọi người này. Đó. Rồi để xem nào, bây giờ mình sẽ bán Temo đi. Boom! Rakan 3 sao, round 5.6 đã xuất hiện. Huawei để đây. Huawei thì cũng chỉ còn hai con nữa sẽ lên 3 sao nha. Rồi, mình sẽ để ra Dissandra đây. Rồi, cho Rakan vào. Khi mà người để lên ô đầu ấy, thì nó sẽ là Rakan, và khi để xuống dưới ấy, thì nó sẽ là con Sai'ra nha. Nó là như vậy, nó là một cái sự biến chuyển như vậy mọi người ạ. UD này chắc mình sẽ không bắt UD đâu nhỉ, trận đấu bây giờ chỉ còn có 3 người chơi nữa thôi. Sorry anh em nhé, bởi sao buổi sáng mình uống cà phê ấy, xong mình là một người mà ở mặc dù mình ở Tây Nguyên thật nhưng mà mình lại bị say cà phê mọi người ạ. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng mà thật sự như vậy, mình uống cà phê nó không hợp ấy, uống xong nó dễ bị say, bị say cà phê. Rồi, UD 2 sao này lên luôn để bắt cho cái lượng tướng 5 vàng nó bị giảm thấp lại nha. Bởi vì sao mà có thể thấy rằng là con Huawei của mình thì chỉ còn một con nữa sẽ lên 3 sao này. Lissandra cũng chỉ lên 3 sao này. Top 1 thì đang chơi sử gia rồi, vậy nên là sẽ không có việc bắt tướng đúng không? Rồi, Wukong đang có 5 con này. Huawei còn một nữa lên 3 sao này, Lissandra cũng vậy. Một lợi thế quá tốt đúng không? Mèo 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 mèo. Rồi. Rakan thì nó chỉ cần skill một phát là choáng cả bản đồ và sát thương nó sẽ nhảy 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 á. Đó.
Rồi, ông này đang cầm gì đây? Không cầm từ năm vàng nhiều, à Irelia thôi. Mình thì lên luôn Lee Sanara 3 sao rồi. Kỹ năng của Lee Sanara 3 sao thì khi mà giết người thì nó sẽ ra được trang bị và vàng ấy. Nhưng mình vẫn muốn để cho anh em nhìn thấy xem là con Sayza ấy ở phía dưới nó sát thương như thế nào nha. Đó, một ném. Đấy chính là sát thương của Sayza nha. Và round sau thì mình sẽ cho mọi người nhìn thấy sát thương của Lee Sanara là như thế nào. Đó. Cho mỗi chút tí một chút đúng không? Mỗi tí một chút chút vậy đó cho anh em xem. Cho anh em biết được là nó sẽ như thế nào. Rồi, nào, Huawei ơi lên 3 luôn đi nào, Huawei ơi. Huawei ơi, lên 3 sao luôn đi nào, không ra được rồi. Giờ nếu mà xả vàng luôn à. Neko triệu hồi một linh tinh linh 5 vàng ngẫu nhiên trợ giúp trong vòng 3 giao tranh, và con Neko này nó cho mình một con Wukong công rồi ạ. Một con Wukong công bản ảo nha, chỉ là một một vị tướng 1 sao thôi. Đó. Nó chỉ là một tinh linh. Đây, mình sẽ cho Lee Sanara cho anh em thấy này. Listen around ơi, skill nào. Gom lại một cục, đó. Nhìn ảo nhỉ? Đấy không? Chết luôn, được mấy vàng được có hai vàng à? Hơi ít mọi người đúng không? Cảm giác hơi ít vàng ấy. Nó không được nhiều. Được nhiều vàng thì ngon rồi mà hơi ít chỉ được có hai vàng thôi. Rồi, Wukong công này. Một con Huawei sẽ lên 3 sao. Nói chung là kiểu gì round sau Huawei cũng sẽ lên 3 rồi. Đó, mình sẽ cho những vị tướng này vào nha, để mất công. Ví dụ bây giờ mà kiểu là đấy, ok. Cho Huawei lên 3 sao một cách tự nhiên đi nha. Sáu chấm năm, mình đang sở hữu X2 từ nó vàng 3 sao rồi. Lissandra ơi, tung skill nào, gom hết vào một ổ nào. Ui rồi ơi, và nhà hàng ra được có ba vàng à, ít quá. Mình nghĩ là phiên bản sắp tới thì game nó cần phải boost thêm một chút sức mạnh cho con Lissandra này để nó hack được nhiều gold hơn. Rồi, và đó chính là Huawei 3 sao, lên luôn nào. Boom. Ok. Và đây là một trận đấu khởi đầu của mùa 11. Và mình đang có tổng cộng đó chính là X3 từ 5 vàng 3 sao. Với một trận đấu gọi là siêu lợi tức. Trận đấu này mình sở hữu lợi tức gọi là quá nhiều luôn. Và may sao được như thế này mọi người ạ. Tuyệt vời đúng không? Rồi, ok. 24 máu. Chắc là mình không chấp nổi rồi. Mình chấp mình sợ mình sẽ bị thua ấy. 24 máu mình sợ mình chết luôn á mọi người. Quên mất. Mình quên mình cho con Huawei vào để cho anh em xem sát thương rồi. Và mình nghĩ rằng là với lượng máu này của hai đối thủ thì mình sẽ kết thúc trận đấu ngay tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình. Mình sẽ luôn cố gắng để ra những sản phẩm video chất lượng hơn nữa cho mọi người xem nha. Và chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha. Bye bye.